Các cuộc khủng hoảng khiến người dân ưa chuộng sử dụng tiền mặt. Công ty Koenig & Bauer Banknote Solutions cho biết, sau đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine gần đây đã thúc đẩy nhu cầu về tiền giấy, bất chấp sự cạnh tranh từ các hình thức thanh toán khác. Gần 90% tiền giấy trên thế giới được ước tính ít nhất được in bởi máy móc của công ty này. Mức sản xuất tiền giấy ngày càng cao, bất chấp sự gia tăng của thanh toán trực tuyến, tiền kỹ thuật số và các cách thanh toán không tiếp xúc. Giám đốc điều hành Eric Bosnat cho biết, ngày nay chúng tôi thấy rằng việc sử dụng tiền giấy tăng 2% đến 5% mỗi năm và chúng tôi dự đoán nó sẽ như vậy trong từ 10 đến 15 năm nữa. Máy móc của công ty này hầu hết các quốc gia sử dụng trên thế giới, giúp sản xuất đô la Mỹ, franc Thụy Sĩ, euro và các loại tiền tệ khác có các tính năng bảo mật mới nhất để chống lại sự giả mạo. Bosnat cho biết trong thời gian Covid-19, sản lượng tiền giấy phải tăng lên vì nhu cầu cao hơn nhiều. Ông cũng chia sẻ với Reuters rằng, nếu chúng ta nhìn vào khu vực xung quanh Ukraine, nhu cầu về tiền giấy đã tăng lên gấp bội. Ngay khi bạn gặp khủng hoảng, mọi người hãy lấy tiền mặt để đảm bảo rằng họ có thể thanh toán trong mọi tình huống. Doanh nghiệp hiện đang là một phần của tập đoàn Koenig & Bauer SKBG.de của Đức, được thành lập tại Lausanne vào năm 1952, hơi hiện đang có 140 nhân viên.